Những diễn biến bất lợi cho Ukraine và phương Tây Giai đoạn 2022-2023 Ở giai đoạn đầu, Ukraine đã thành công trong việc tranh thủ được dư luận thế giới, ủng hộ và công nhận tính chính nghĩa của cuộc tấn công đáp trả Nga. Ngoài Mỹ và phương Tây, rất nhiều quốc gia đã lên tiếng binh vực Ukraine. Ở trong nước, Tổng thống Zelensky đã khích lệ được tinh thần yêu nước, chống Nga của người dân. Hơn thế nữa, Ukraine còn chiếm được ưu thế về truyền thông và phần nào giữ được thế quân bình với Nga chủ yếu nhờ vào nguồn viện trợ lớn về kinh tế, quân sự từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, việc này cũng khiến Ukraine ở vào thế bị động trước sự thao túng của Mỹ, EU và NATO. Nói cách khác, Ukraine đã thể hiện rõ vai trò quân ủy nhiệm của Mỹ bị NATO kích động, lôi kéo trong cuộc chiến chống Nga. Sự đứng vững của Ukraine trước Nga tính đến cuối năm 2022 – không phải do sức mạnh tự thân của nước này mà chủ yếu đến từ nguồn viện trợ khổng lồ của Mỹ và phương Tây. Trong cuộc chiến với Nga, Ukraine còn phải chịu tổn thất lớn về mọi mặt, đặc biệt là về lãnh thổ. Không những bị Nga chiếm mất bốn tỉnh và tuyên bố chủ quyền, nền kinh tế, quân sự, quốc phòng của Ukraine cũng chịu thiệt hại nặng nề. Về nhân lực, đất nước lún sâu vào lạm phát, khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Đối với EU, NATO, khi nga tấn công ukraine eu và nato đã ngay lập tức coi nga là mối đe dọa trước mắt và lâu dài của châu âu nhanh chóng đoàn kết với mỹ để chống nga các đòn tấn công nga của eu bao gồm trừng phạt kinh tế phong tỏa tài sản tiền gửi ngân hàng áp thuế nặng với tất cả các mặt hàng từ nga tăng cường viện trợ quân sự viện trợ tài chính cho ukraine với con số lên đến hàng trăm tỷ đô la ngoài ra eu còn thực hiện chính sách bao vây cấm vận cô lập về ngoại giao cắt đứt mọi quan hệ giữa nga và châu âu trục xuất các nhà ngoại giao nga truy lùng điệp viên nga tác động để liên hiệp quốc bỏ phiếu lên án bao vây cô lập nga đối với các tổ chức quốc tế có thể thấy qua cuộc chiến này eu đã thực sự phụ thuộc nhiều vào mỹ đặc biệt là về chính trị quân sự kinh tế tuy nhiên Bản thân EU cũng chịu thiệt hại nặng nề từ lệnh cấm vận, trừng phạt về kinh tế, tài chính đối với Nga, đặc biệt là về năng lượng. Châu Âu cũng rơi vào tình trạng lạm phát cao, khan hiếm hàng hóa, lương thực, bất ổn về chính trị, an ninh, trật tự xã hội. Nhiều nhân vật đứng đầu ở các nước châu Âu sụp đổ, nhiều cuộc biểu tình của nhân dân nổ ra đòi quyền lợi về kinh tế, chính trị, khiến nội bộ của nhiều thành viên EU điêu đứng. Tuy nhiên chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, nhiều nước Bắc Âu vốn giữ quan điểm trung lập đã nhanh chóng bị EU và Mỹ lôi kéo gia nhập khối NATO. Điều này vô hình chung càng làm tăng thêm sức mạnh và tiềm lực quân sự cho EU và NATO. Đối với Mỹ, về tổng thể, Mỹ rất thành công từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Nhờ chiến dịch quân sự đặc biệt này mà Mỹ có cớ để chống Nga một cách công khai, coi Nga là kẻ thù của Mỹ Mỹ cũng nhân cơ hội này ra sức lên án Nga xâm lược Ukraine, đồng thời tiếp tục đề cao tinh thần dân chủ phương Tây như một sự đối lập với các giá trị của Nga. Thành công lớn nhất mà Mỹ đạt được trong cuộc chiến này chính là tập hợp được các nước châu Âu và các đồng minh truyền thống của mình là Nhật Bản, Hàn Quốc để chống Nga. Trước đây, liên minh này ít nhiều bị chia rẽ do các bất đồng về kinh tế, chính trị dưới thời Tổng thống Donald Trump. Sau nay Tổng thống Biden đã một lần nữa kêu gọi được các thành viên EU thậm chí lôi kéo thêm các nước ngoài châu Âu về phe mình trong cuộc chiến chống Nga. Không những thế, Mỹ cũng hoàn toàn giữ thế chủ động, điều khiển cuộc chơi và đứng đầu trên mặt trận chống Nga về mọi mặt. Từ ngoại giao, quân sự, tình báo đến kinh tế, thông tin, truyền thông, Mỹ đã thành công trong việc biến Ukraine thành quân ủy nhiệm của mình. Thông qua việc kích hoạt luật cho vay từ chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ không đưa quân đội tham chiến trực tiếp tại Ukraine mà chỉ đứng sau điều khiển, vạch phương án tác chiến, cung cấp thông tin tình báo, viện trợ tài chính, quân sự cho Ukraine. Điều này giúp Mỹ tránh xung đột trực tiếp với Nga, kiềm chế leo thang chiến tranh. Đặc biệt, Mỹ còn giảm thiểu tối đa về nhân mạng và được lợi nhiều mặt về kinh tế. Bên cạnh đó, Mỹ còn thành công trong việc lôi kéo châu Âu tách khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung ứng của Nga về năng lượng, khoáng sản, phân bón, lương thực và khiến nền kinh tế châu Âu phụ thuộc vào Mỹ, nhất là về năng lượng và vũ khí. Trong cuộc chiến này, Mỹ đã bán được một lượng lớn vũ khí cho châu Âu, đồng thời giải phóng các kho vũ khí cũ, phát triển được các loại vũ khí mới. Điều đó góp phần phát triển và mở rộng nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Giai đoạn 2023-2024 Bước sang năm thứ ba, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã cho thấy rõ những tính toán chiến lược của Mỹ và phương Tây đều không đạt được như ý muốn về quân sự ở chiến trường ta đã thấy rõ khả năng chống trả phản công của ukraine với nga đều không đủ sức tất cả đều đang diễn biến có lợi cho nga cuộc chiến kéo dài đã làm kiệt quệ tiềm lực quốc phòng của cả mỹ nato mặc dù đã đổ không biết bao nhiêu tiền của súng đạn vũ khí cho ukraine song đến nay chính phương tây cũng phải nhận định rằng họ không còn tin là ukraine có thể thắng được nga nữa dù có huy động toàn bộ lực lượng NATO tham chiến thì cũng không một cuộc phản công nào có thể giúp Ukraine chiếm lại những vùng đất đã rơi vào tay Nga. Trước khi xảy ra cuộc chiến, theo tính toán của Ukraine, Mỹ và NATO, Nga là một nước tuy đã phục hồi sau chiến tranh lại, song tiềm lực có hạn. Các loại vũ khí của Nga cũng không có sự cải tiến mà chỉ là những di sản từ thời Liên Xô. Với tiềm lực quân sự như thế, Nga sẽ chỉ cầm cự được một thời gian nhất định dần dần sẽ phải đầu hàng và sụp đổ trước sức chi viện hùng hậu từ nato do đó ngoại trừ vũ khí hạt nhân mỹ và nato đã đưa tất cả các loại vũ khí tối tân vào ukraine để giúp nước này tiêu hao lực lượng của nga hòng nhanh chóng đẩy nga vào một cuộc chiến tiêu hao nhân lực và khí giới bên cạnh đó mỹ còn nỗ lực mở rộng khối nato đến phần lan thụy điển để bao vây đe dọa nga ở vùng bắc âu buộc nga phải phân tán lực lượng đối phó từ nhiều phía Mỹ đã tính toán rằng với một lực lượng quân sự suy yếu như vậy, cộng thêm kinh tế khó khăn, những thành phần bất mãn bên trong nước Nga nổi dậy lật đổ Tổng thống Putin. Việc Nga buộc phải chấp nhận thất bại ở Ukraine sẽ là kết cục tất yếu. Tuy nhiên, khác với những tính toán của Mỹ, chính Ukraine lại là bên liên tiếp thất bại trong cuộc phản công và hiện vẫn chưa giành lại được bất kỳ vùng đất nào mà Nga đã chiếm được. Đến nay, Ukraine cũng không cho thấy bất kỳ triển vọng thắng lợi về mặt quân sự sự thất bại của ukraine khiến cho mỹ eu nato giảm quyết tâm lúc ban đầu do đó các nguồn viện trợ của mỹ và nato cũng đang được mỹ và nato cân nhắc theo hướng cắt giảm so với thời kỳ đầu chiến tranh đặc biệt chiến sự ở trung đông cũng khiến cho các vấn đề của ukraine không còn là ưu tiên hàng đầu đối với mỹ và nato ở thời điểm hiện tại tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã thấy được khó khăn và bày tỏ nỗi thất vọng trước sự cắt giảm viện trợ của Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên ông vẫn quyết tâm duy trì cuộc chiến chống Nga, đồng thời khẳng định niềm tin vào thắng lợi sau cùng của Ukraine trên chiến trường. Zelensky hy vọng nếu tiếp tục nhận được viện trợ từ Mỹ và NATO, Ukraine chắc chắn sẽ giành lại phần lớn lãnh thổ đã bị Nga chiếm trong năm 2024. Về dư luận quốc tế, Mỹ và phương Tây rất muốn cô lập Nga nên ngay từ đầu đã dùng sức mạnh của mình để tác động khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở nhiều hội nghị bỏ phiếu lên án Nga, buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Mặc dù trong phiên họp tại New York vào ngày 12 tháng 10 năm 2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án việc Nga sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine với 143 trên 193 phiếu thuận. Song cho đến nay, tình hình dư luận thế giới đã có sự phân hóa nhất định khi có đến trên 140 nước không ủng hộ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga và nền kinh tế. Điều này cho thấy nhiều nước cũng đã nhận thức rõ ràng Mỹ và châu Âu chỉ đang tranh thủ các cuộc bỏ phiếu nói trên để thu hút dư luận ủng hộ đứng về phía Mỹ nhằm cô lập Nga. Dư luận thế giới cũng đang phân hóa mạnh mẽ thành hai mảng. Một bên là Mỹ và đồng minh, một bên là Nga và các nước Nam Á mới nổi. Số nước ủng hộ Nga hiện chiếm số đông hơn. Họ tìm đến Nga làm chỗ dựa về an ninh và kinh tế. Bởi vậy tất cả những nghị quyết lên án trừng phạt Nga của Mỹ và phương Tây đều vấp phải sự phản đối từ các nước này và không được Liên Hợp Quốc thông qua. Sự phân hóa này chứng tỏ thế giới đã nhận ra NATO không chỉ đơn thuần là một tổ chức phòng thủ quân sự như Mỹ và châu Âu vẫn thường tuyên bố, mà chính là nơi khơi ngòi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trung Quốc đã thẳng thừng nói rằng NATO vẫn là cỗ máy chiến tranh di động. Bên cạnh đó, cũng từ chiến sự ở Ukraine, thế giới đã có cái nhìn khác về Nga. Coi Nga là quốc gia duy nhất dám đối đầu trực tiếp với Mỹ và NATO trong suốt hơn 3 thập kỷ kể từ sau chiến tranh lại. Mỹ và EU đều tuyên bố đây là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Song thực chất lực lượng Ukraine đều do NATO hậu thuẫn và sự thất bại của Ukraine trên chiến trường cũng chính là thất bại của Mỹ và phương Tây trước Nga. Thêm vào đó, những phát biểu của Tổng thống Putin ngày càng mang tính thách thức tuyên chiến trực tiếp với Mỹ và NATO. Ông cho rằng vũ khí NATO không thể làm thay đổi thực trạng ở chiến trường mà chỉ càng làm tăng thêm chết chóc cho Ukraina. Trước lời tuyên chiến đó, Mỹ và châu Âu vẫn không dám đối đầu trực tiếp với Nga. Và phải nói rằng những tuyên bố khí thế ban đầu của phương Tây đã nhường chỗ cho những thông cáo hời hợt cả về nội dung lẫn cường độ. Mỹ và châu Âu đã không còn hào hứng thách thức Nga mà chỉ hướng tới việc phòng ngự. Đặc biệt sự bất đồng quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine trong khối NATO cũng đã cho thấy NATO hiện ở đang vào tình thế suy yếu, nhiều nước không còn muốn tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Không những thế, nó cũng cho thấy rằng chiến lược chiến tranh kéo dài nhằm tiêu hao tiềm lực quốc gia của Ukraine và phương Tây được Nga thực hiện rất hiệu quả, gây ra nhiều tổn thất cho các nước thuộc khối NATO. Rõ ràng, Nga đang ở vào thế thắng cuộc trong khi Ukraine và NATO đang suy yếu dần và sẽ sớm phải đầu hàng chấp nhận những điều kiện của nga